Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ đấu phá thương khung nhé. Giao dịch như thế nào? Nghe được lời nói kia chính là từ miệng tiêu viêm nói ra, nguyên bản tam đại thủ lĩnh còn tưởng rằng hắn muốn lột ra bọn chúng, cũng ngây người sừng sốt, chờ kinh nghi hỏi. Tiêu viêm cười cười thoáng trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi nói, lợi nhuận của phong thành đích thực béo bở, ta có thể cho phép tam đại thế lực các ngươi chiếm một số định mức trong thành. Vậy tiêu môn chủ muốn chúng ta làm gì? Tam đại thế lực quay mặt liếc mắt nhìn nhau, chợt lão giả che mặt rè giặt hỏi, bọn họ có thể không tin rằng hôm nay lại vô duyên vô cớ được chia phần bánh ngọt như vậy. Ta có một mối thù với thế lực không kém, tuy nói hiện giờ lấy thế lực của ta đã có thể nắm chắc đối chọi cùng bọn chúng, bất quá vẫn như cũng nên cần thêm một ít nhân thủ. Ánh mắt tiêu viêm tập trung vào ba người nhàn nhạt cười nói, ta chỉ cần đến lúc đó ba vị liền có thể trợ giúp ta một tay. Tại phía sau lưng tiêu viêm, tiêu lệ nguyên bản nghe được lời trước đó của tiêu viêm có chút cau mày, nhưng giờ cũng hơi yên lòng. Theo lời tiêu viêm nói thì mối thù kia hẳn là Vân Lam Tông rồi, mà trong lòng hắn cũng rõ ràng một điều, tuy nói hiện giờ thực lực tiêu viêm đại trướng nhưng dù sao vẫn ở trong tình trạng thế đơn lực bạc. Mà Vân Lam tông cường giả đông đảo, nội tình thâm sâu không lường, bằng vào thế lực còn con như tôm tép thế này thật sự có chút cảm giác vô lực giống như phù du lay đại thủ. Trong thời gian trước đây hắn y như lời đã nói muốn tới hắc xác vực khuếch trương thế lực kỳ thực cũng đã thực hiện được đôi chút ý niệm trong đầu, nhưng nếu muốn lấy cái phương thức như thế này của hắn chi ít cũng cần thời gian một năm mới có thể đạt được lực lượng có khả năng cùng Vân Lam tông đối đầu mà hiện giờ tiêu viêm dùng biện pháp lôi kéo các thế lực khác của hắc xác vực đúng là nhất học cấp tốc bất quá cũng phải tổn thất một ít lợi ích nhưng điều này so với huyết thu diệt tộc tính ra không là cái gì nghe vậy tam đại thủ lĩnh ngần ra sắc mặt nhất thời có chút do dự hiện ra lấy thực lực tiêu viêm hiện giờ đã cao như vậy còn cần tìm sự giúp đỡ thế lực kia phải mạnh mẽ đến mức nào lợi nhuận phong thành tuy rằng to tát nhưng nếu vì điều này mà kéo bản thân vào trong hố lửa thì tựa hồ có chút không có lời không biết mối thù trong miệng tiêu môn chủ là thế lực phương nào của đại lục một lát sau mỹ phụ ăn vẫn bốc lửa rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi tiêu viêm nhẹ giọng cười cười trong mắt đen kịt xẹt qua tuy rằng thế lực kia năm qua vẫn có đầu rụt cổ nhưng thiết tường tất cả các vị cũng đã nghe nói qua gia mã đế quốc vân lam tông giọng nói nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng từ trong miệng tiêu viêm chậm rãi phun ra cuối cùng quanh quần trong đại sảnh không tiêu tan vân lam tông tam đại thủ lĩnh mở miệng nhẹ nhàng nhắc tới cái tên có chút quen tai này một lát sau ba người hơi có chút động liếc mắt nhìn nhau lão già che mặt trầm ngâm nói tựa hồ đã nghe qua một ít tin tình báo về cái thế lực này, nếu như tin tức đến tai ta không có gì sai thì trong Vân Lam Tông này cũng có một gã đấu tông cường giả. Đoạn thời gian trước ta cũng đã nhận được tin tức, trong gia mã đế quốc xuất hiện một gã đấu tông cường giả tên là tựa hồ là Vân Sơn hay gì đó. Mỹ Phụ ăn vận bốc lửa cũng nhớ lại một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Đối với những điều mà Tam Đại Tù Lĩnh nghe nói về Vân Lam Tông, tiêu viêm thật ra không có thấy vô cùng kinh ngạc, tuy rằng khoảng cách giữa hắc sắc vực và gia mã đế quốc xa đến vạn lý, nhưng điều này cũng không có cản trở một ít tin tức có tính quan trọng truyền bá tới. Đấu tông loại cường giả giai bập này cho dù phóng mắt nhìn cả đại lục cũng có thể liệt vào hạng nhất đẳng cường giả. Bởi vậy sau khi trong gia mã đế quốc truyền ra một ít tin tức thì tin tức này tuy không có chân nhưng lập tức chạy khắp mọi nơi. Tam đại thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu đều có chút xấu hổ mà lắc đầu, lão giả che mặt hướng về phía Tiêu Viêm cười mỉm nói, Tiêu môn chủ cũng không thể trách chúng ta, khoảng cách giữa Vân Lam tông và Hắc Sắc vực xa xăm vạn lý, cho dù lấy tốc độ của chúng ta chạy qua chạy lại sợ rằng chí ít cũng mất thời gian đôi ba tháng, hơn nữa. Vân Lam Tông kia thế lực đích thực có chút mạnh, coi như toàn bộ khu Tây Bắc Đại Lục đều có danh tiếng. Ta nghĩ cho dù có chúng ta tương trợ thì thù hận này e rằng cũng khó báo được. Lấy thế lực Vân Lam Tông, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ khu Tây Bắc Đại Lục đều có thể liệt vào hàng nhất lưu, mà những thế lực nhất lưu trong hắc xác vực này nếu bỏ vào toàn bộ đại lục thì chính là có vẻ như hơi thấp hơn một ít. Trong toàn bộ hắc xác vực, nếu nói tới từng thế lực đơn lẻ thì e rằng không có một thế lực nào có thể vượt trội hơn Vân Lam Tông. hắc Minh lúc trước có thể sánh vai cùng Vân Lam Tông, nhưng thế lực này cũng là một liên minh chứ không phải một thế lực đơn thuần. Đương nhiên nếu như tiêu viêm có thể mang toàn bộ các thế lực của hắc giác vực thu phục hết thì tự nhiên có thể vượt xa thực lực của Vân Lam Tông. Bất qua tại nơi hỗn loạn này muốn hoàn toàn thống nhất căn bản là một điều không có khả năng xảy ra. Ha ha, ba vị phải trăng sở tiêu viêm ta cuối cùng lôi kéo các ngươi cùng Vân Lam Tông dây dưa. Đối với phản ứng của ba người như vậy mà tiêu viêm cũng vẫn chưa nổi giận, gần như khẽ cười nói. Ba người xấu hổ cười một cái, lại không dám nói nhiều từ hơn nữa. Vân làm tông ngoại trừ Vân Sơn ra, đấu hoàng cường giả tính toán cho đâu ra đó thì ta đoán cũng không vượt qua ba người, mà những kẻ khác thì phần lớn đều là một số ít đấu vương, thậm chí là đấu linh giai cấp trưởng lão, không có gì gây ra sợ hãi cả. Về phần những đệ tử càng xuống tầng dưới thì không có tính uy hiếp gì. Tiêu viêm nhàn nhạt cười nói, mà đấu tông cường giả, chúng ta cũng có, về phần đấu hoàng còn có ai mạnh hơn so với Hàn Phong. Cho nên hiện tại ta chỉ cần tìm kiếm một ít người có đủ tư cách giúp đỡ, hỗ trợ ta chống trụ lại với lực lượng trung kiên của Vân Lam tông mà thôi, điều này đối với các ngươi mà nói thì cũng không quá khó. Ánh mắt Tam đại thủ lĩnh sáng lên, nhưng lại vẫn như cũ duy trì sự im lặng không nói gì. Quả nhiên là một đám gia hỏa không thấy thỏ thì không xòe cánh chim ưng. Nhìn sự trầm mặc đồng loạt của ba người, vùng quanh lông mày Tiêu Viêm hơi cau, chợt bất đắc dĩ lay động đầu nói, giá tâm của Tiêu Môn ta cũng không chỉ đối với Phong Thành tất nhiên ngày sau sẽ tiếp tục hướng hắc xác vực khôi tán ra, lấy thực lực như chúng ta, đến lúc đó lợi nhuận thu hoạch được so với hiện nay to lớn hơn vô kể. Nếu ba vị đáp ứng trợ giúp ta một tay, ngày sau, khôi bánh ngọt kia cũng sẽ không quên phần của các ngươi. Nghe được tiêu viêm nói thế, trong lòng tam đại thủ lĩnh đích thật này lên một mảng nóng hổi, hiện giờ thực lực của tiêu môn với tiêu viêm cùng đấu tông cường giả thần bí phía sau hắn, đã giải quyết xong chuyện của Hắc Minh, trong hắc giác vực này e rằng không có bất luận một thế lực nào có thể cùng bọn họ chống cự cho nên đối với lời này của tiêu viêm là không thể phủ nhận bọn chúng đích xác là cực kỳ động tâm bất quá vân làm tông chết tiệt kia cũng không phải là đèn cạn dầu nhìn sự thay đổi sắc mặt của ba người tiêu viêm lần thứ hai cười một tiếng thanh âm nhàn nhạt hạ một đòn mạnh mẽ tối hậu hoàng cực đan các ngươi hẳn là đã nghe nói qua thanh âm bình thản rơi xuống lại khiến tam đại thủ lĩnh mạnh mẽ ngần đầu lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu viêm trong mắt đầy dẫy vẻ mừng như điên hoàng cực đan có thể nói là đan dược lục cấp đỉnh phong tác dụng của nó rất đơn giản là có thể làm cho một gã đấu hoàng cường giả trong một thời gian tương đối ngắn để thăng nhất tinh hoặc nhị tinh không kỳ cấp bậc hơn nữa hoàng cực đan này còn có một tác dụng nữa đó là củng cố kinh mạch tôi luyện cốt cách sau khi đề thăng thực lực dược lực còn dư lại sẽ giúp người phục dược cường hóa thân thể một lần tuy rằng loại cường hóa này không thể so sánh với lần cường hóa kinh khủng trước kia khi tiêu viêm ở trong lòng đất trải qua nhưng đối với sức chiến đấu của người phục dược cũng có thể đề thăng không ít đơn giản mà nói thì hoàng cực đan hiệu quả kém hơn so với đấu linh đan bất qua đấu linh đan chỉ có thể tác dụng với đấu vương cường giả, mà hoàng cực đan lại có tác dụng lớn lao với đấu hoàng cường giả, còn kèm theo tác dụng phụ là cố kinh luyện cốt nữa. Nhưng dù vậy cũng không gây trở ngại nó trở thành một trong những loại đan dược được đấu hoàng cường giả truy lùng, để thăng một tinh tới nhị tinh thực lực là dụ hoặc thực sự quá mê người đối với bọn họ. Phải biết rằng khi thực lực đã đến thời điểm của cấp bậc đấu hoàng, nói không chừng những người có ít vận khí có khi cho dù đã nhiều năm cũng khó để thăng thêm một cấp bậc, đều là chuyện chẳng lạ lùng gì đan dược có thể tác dụng để thăng thực lực trực tiếp vĩnh viễn mang theo lực dụ hoặc bởi vậy tam đại thủ lĩnh cũng vậy không chút che giấu lòng khát vọng loại đan dược này bọn chúng không phải chưa nghĩ tới nhưng phóng nhãn trong toàn bộ hắc xác vực người có năng lực luyện chế sợ rằng cũng chỉ có một mình hàn phong bất quá quan hệ giữa bọn họ và hàn phong xưa nay vốn bất hòa bởi vậy hàn phong cũng tự nhiên không có khả năng vì bọn chúng tiêu hao tâm lực mà luyện chế loại đan dược này cho nên hiện giờ tiêu viêm nhắc tới tên dược hoàn này lập tức triệt để khiến cho bọn chúng đem tâm tư nói ra tiêu môn chủ có thể luyện chế hoàng cực đan một lát sau, trong mắt ba người vẻ mừng rỡ như điên rốt cuộc cũng chậm rãi thu liễm lại, băng chủ Cuồng Sư bang để cánh tay Trần kia nhịn không được dẫn đầu hỏi. Lời của hắn vừa thốt lên, hai người còn lại cũng vội vàng đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm, Hoàng Cực Đan chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, trước đây coi như lấy bản lĩnh luyện chế đan dược của Hàn Phong nếu xuất thủ thì xác suất thành công cũng không cao, huống chi Tiêu Viêm trước mặt này nhìn còn rất là trẻ. Nếu như không luyện chế được, trước mặt ba vị sẽ không nhắc tới thứ này. Tiêu Viêm cười cười, bấm tay bắn ra, một đoàn bích lục hỏa diễm đột nhiên hiện lên, theo đoàn hỏa diễm này xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ nhất thời tăng vọt, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên đặc biệt khô giáo đi. Đây là dị hỏa, con mắt ba người đồng thời hơi co lại nhìn một đoàn hỏa diễm lục bích kia, cước bộ nhịn không được hướng phía sau lui lại hai bước. Thân là đấu hoàng cường già bọn họ mười phần rõ ràng bản thân dị hỏa là loại lực lượng đáng sợ, cho dù thực lực như bọn họ dính vào thứ kia đều chịu phiền phức cực kỳ. Ta có thể đánh chết Hàn Phong, tự nhiên là bản thân ta có chút tiền vốn, Ngón tay thon dài của Tiêu Viêm linh hoạt vũ động, đóm bích lục hỏa diễm kia cũng vậy, cực kỳ thông minh chuyển động vòng quanh ngón tay, hắn liếc mắt nhìn ba người, cười nhạt nói: "Nếu ta có thể giết hắn, như vậy tự nhiên chứng tỏ ta trội hơn hắn. Hắn có thể luyện chế thứ gì đó thì ta vì sao lại không thể luyện chế? Nếu ba vị có thể đáp ứng điều kiện của ta, như vậy sau khi hành sự thành công, hoàng cực đan tất nhiên ta lập tức đưa ra, hơn nữa trong hắc xác vực các ngươi cũng được hưởng thụ phần lợi nhuận khiến người khác đỏ cả mắt, như thế nào?" Tiêu Viêm cất giọng cười khẽ nhưng đến tai ba người lại khiến hô hấp của bọn họ từ từ trở nên nặng nề. Khuôn mặt thoáng có vẻ đỏ lên, ánh mắt tam đại thủ lĩnh lóe ra niềm do dự, trong lòng cũng dấy lên sự rằng co tranh đấu. Đối mặt với ba người đang đấu tranh tư tưởng, tiêu viêm cũng không thèm nhắc lại, nhíu mắt lại, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của ba người, mà trong khi chờ đợi thì đóm bích lục hỏa diễm trên ngón tay kia, độ nóng cũng vậy theo tâm cảnh lạng yên từ từ tăng lên. Lúc nhiệt độ trong đại sành tăng lên đến một điểm nào đó, tam đại thủ lĩnh rốt cuộc cũng từ trong đấu tranh phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng hung hăng vượt đầu, liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tốt, tất cả dựa vào ngươi, với sự dụ hoặc khó có thể chống đỡ được của Hoàng Cực Đan, tam đại thủ lĩnh cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, mà thấy mục đích đã đạt được như thế, trong lòng tiêu viêm tự nhiên cũng thở phào một hơi. Tiếp sau đó cùng ba người hàn huyên một chút về biện pháp đóng quân ở phong thành, sau nữa thì tùy ý để bọn họ cáo từ rời đi. Theo sự rút lui của đám nhân mã khí thế hào ạt của tam đại thủ lĩnh, không khí trong đại sảnh cũng nhất thời trở nên loãng ra trở lại, nhìn thấy mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, tiêu lệ cũng đưa tay ra hiệu cho thu khả lui cả xuống. Tam đệ, tuy rằng bọn người kia đã đáp ứng điều kiện của chúng ta rồi, bất quá vẫn phải quan sát cẩn thận, người của hắc sát vực lật lỏng như cơm bữa, tiêu lệ chậm rãi đi tới bên cạnh tiêu viêm ánh mắt mờ mịt khẽ liếc nhìn Mỹ đỗ toa, chợt cau mày trầm giọng nói. Ha ha, đó là điều dĩ nhiên, ngày hôm nay nếu không có Mỹ đỗ toa ở đây thì chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng điều kiện của chúng ta như vậy đâu. Tiêu viêm cười cười nói, Mỹ đỗ toa, nghe tên này, tiêu lệ ngẩn người ra, chợt như sực nhớ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi thất thanh nói, nàng là Mỹ đỗ toa nữ vương của xà nhân tộc trong tháp qua nhĩ đại sa mạc. Trước đây tiêu lệ cùng tiêu đỉnh trong thời kỳ đầu là lăn lộn tại vùng biên của đại sa mạc, bởi vậy đối với hung danh Mỹ đỗ toa nữ vương này cực kỳ quen tai, chỉ bất quá là hắn không có nghĩ tới được vị Mỹ nhân xinh đẹp đang đứng bên cạnh này lại là người khiến cho gia mã đế quốc cực kỳ kiêng kỵ. Bí mật, tiêu viêm cười cười phất tay, một chút sau hướng về phía gương mặt lạnh lùng của Mỹ đỗ toa chắp tay cười nói, lần này đa tạ. Người muốn nhờ ta giúp người chống cự với Vân Sơn, đôi mắt đẹp đến tà dị của mỹ đỗ toa liếc qua tiêu viêm cười lạnh nói ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi vân sơn hiện giờ cũng là đấu tông cường giả, không đáng để ta đi chiêu chọc vào một đối thủ mạnh như thế tiêu viêm không thèm để ý cười cười nhẹ giọng nói trước đây vào thời điểm chúng ta hợp tác đã có nói qua là vào thời khắc mấu chốt ngươi không thể cử tuyệt thình cầu của ta nữ vương bệ hạ không phải không nhớ rõ đó chứ ngươi lại cài thế ta đôi mày liễu của mỹ đỗ toa dựng thẳng lên trong thanh âm trong trèo nhưng lạnh lùng pha tập một chút tức giận khiến cho kẻ khác nghe như đầu khớp xương nhún cả ra Tiêu viêm thở dài lắc đầu, một lát sau nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nếu đến lúc đó ngươi không muốn ra tay, vậy thì cứ ở một bên mà nhàn hạ quan chiến đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mày liễu hơi nhíu lại, Mỹ đỗ toa hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng nói điều này với ta thì có tác dụng, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ quan sát tình thế mà quyết định, Mỹ đỗ toa ta cũng không thể nào tùy tiện làm vũ khí trong tay người khác đâu. Tiếng hừ lạnh vừa rơi xuống, cũng không đợi tiêu viêm đáp lời, lập tức thân ảnh run lên lần thứ hai quỷ dị tiêu thất trong đại sảnh. Nhìn nơi Mỹ đỗ toa vừa biến mất, tiêu lệ nhíu chặt mày một lát sau nhịn không được nói tam đệ xem ra muốn dựa vào nàng ta thì có chút không quá tin tưởng lẽ ra không nên đem hy vọng đặt ở trên người nàng nữ nhân này thực lực dĩ nhiên siêu cường nhưng mà tính tình quá kiêu ngạo bất khuất quả thực không ai có thể khuất phục được nàng nếu ta không thể xuất ra cái thứ mà khiến cho nàng động tâm e rằng hiện tại nàng vẫn một mực kiên nhẫn truy sát ta tiêu viêm lắc đầu trầm ngâm nói vậy thì làm sao bây giờ đã không có nàng tương trợ khi chúng ta đối phó với vân lam tông thì phần thắng cũng không cao Tiêu lệ có chút lo nghĩ nói, hắn rõ ràng rằng Vân Sơn mới là con át chủ bài lớn nhất của Vân Lam Tông, chỉ cần lão gia hỏa này chưa ngã xuống thì Vân Lam Tông sẽ vĩnh viễn đứng vững tại gia mã đế quốc. Yên tâm đi, Vân Sơn giao cho ta. Tiêu Viêm khoát tay áo, chậm rãi ngồi xuống lại trên ghế, bàn tay chống lên chán chìm vào trầm tư. Tới lúc này Tiêu Viêm mới cảm giác được rằng thì gia báo thù cũng không phải là sự tình đơn giản. Nếu như hắn thực sự trang bị được lực lượng vô địch, không ai có thể chống được thì hủy diệt Vân Lam Tông dĩ nhiên cực kỳ dễ dàng nhưng hiện tại thì coi như là thực lực của hắn đã đại trướng cũng không thể nắm chắc tuyệt đối là đánh bại vân sơn hơn nữa dưới tay vân sơn còn có vô số cường giả trong tông môn cùng hàng ngàn đệ tử tầng dưới đối với trận pháp hợp lực của vân lam tông năm đó hắn đã tự thân lãnh giáo dĩ nhiên biết sự cường hãn của nó xem ra chuyện trọng yếu nhất hiện giờ chính là phải nhanh chóng tăng cường thực lực cùng thế lực trong tay nhẹ thở dài một hơi ánh mắt tiêu viêm đột nhiên nhìn lên giới chỉ màu đen trên ngón tay nao nao một chút chợt trong mắt bừng lên từng tia kinh hỉ hắn quên mất đi một chiến lực siêu cấp trong tay người ta tôn xưng dược lão là dược tôn giả cũng vì trước đây dược lão cũng đã đạt cấp bậc đấu tôn cường giả cho dù bây giờ trở thành trạng thái linh hồn nhưng mà chỉ dựa vào cốt linh lãnh hỏa cũng có thể cùng cường giả đỉnh cấp đấu hoàng tương chiến vẫn chiếm được thượng phong nếu như dược lão có thể thức tỉnh thì chiến lực của tiêu viêm không thể nghi ngờ là sẽ tăng vọt tựa như tên lửa vậy hơn nữa tiêu viêm hiện giờ đã dung hợp lưỡng trùng dị hòa hẳn là đã có đủ năng lực vì dược lão mà luyện chế ra thân thể mới để dung nạp linh hồn một khi chỉ cần dược lão có thân thể để dung nạp linh hồn như vậy thực lực tất nhiên cũng có thể phục hồi đến trạng thái đỉnh phong trước đây đến lúc đó trong mắt đấu tôn cường giả thì một đấu tông như vân sơn căn bản không có là thứ gì hết bất quá hiện giờ dược lão rơi vào trạng thái ngủ say về phần luyện chế thân thể như thế nào cùng với các loại tài liệu để luyện chế này tiêu viêm nửa điểm cũng không biết cho nên muốn luyện chế thân thể cho dược lão như vậy thì chuyện đầu tiên là phải mang dược lão từ trong trạng thái ngủ say thức tỉnh lại chỉ khi dược lão thức giấc không chỉ làm cho sức chiến đấu của tiêu viêm có thể tăng cao mà hơn nữa lão trước đây là người từng trải đến mức lão luyện cũng có thể chỉ dẫn cho hắn để khỏi đi những đường vòng không đáng có về phần làm thế nào để thức tỉnh linh hồn đang ngủ say lấy sự từng trải của tiêu viêm hiện giờ cùng với bản lĩnh của hắn tự nhiên là không còn giống như những năm trước đây vậy chỉ có thể làm lung tung mọi cách mới từ trong vận may mà làm dược lão tỉnh dậy hiện tại chỉ cần cấp cho hắn đủ dược liệu hắn liền có thể nghĩ ra hai ba phương pháp giúp thức tỉnh linh hồn của dược lão bàn tay bỗng nhiên phách thật mạnh lên trên mặt bàn thình lình vang lên một tiếng động khiến cho tiêu lệ đang đứng bên cạnh bỗng nhiên giật mình ngừng đầu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bất chợt mừng rỡ của tiêu viêm. Nhị ca, có thể giúp ta thu thập một vài loại dược liệu được không? Tiêu viêm cười nói, hắn đang cần những thứ dược liệu đều là những chủng loại cực kỳ hiếm thấy, nếu như để hắn tự đi tìm thì không biết đến bao nhiêu năm tháng mới có thể có được, cho nên những chuyện như thế này giao cho trường quản một thành thị như tiêu lệ tự nhiên là hợp lý nhất. Không thành vấn đề. Phong Thành có vài thế lực đáng tin cậy trong hắc xác vực có dược liệu phường không hề kém, hiện tại bọn họ còn muốn nịnh bợ chúng ta không kịp nếu chúng ta cần dược liệu có thể trực tiếp gặp bọn họ mà lấy tiêu lệ gật đầu hỏi thêm chỉ là ngươi cần mấy loại tiêu viêm xoay người gỡ cây bút gác trên bàn xuống sau đó cấp tốc múa tay trên một tờ giấy một lát sau mang tờ giấy đó hướng tiêu lệ dặn dò vài loại dược liệu này tốt nhất là toàn bộ tìm cho được nếu như trong phong thành không có thì phái người vào hắc xác vực tới các thành thị lớn khác mà thu thập tốt nhất trong vòng nửa tháng thu thập cho đủ âm thần hoa hỏa dương linh diệp ánh mắt đảo qua tờ giấy nhìn một loạt những cái tên dược liệu ngày thường chưa từng nghe tới đâu có phần trục trặc tiêu lệ cười khổ một tiếng cẩn thận mang tờ giấy cất đi rồi nói ta sẽ tận lực sợ rằng những thứ dược liệu này rất khó tìm thu thập hết mà nói chắc là giá cả cũng không tiện nghi gì đâu bất quá cũng may những tháng gần đây các đại cửa hàng trong thành thị cũng tiến cống một ít kim quang đóng thuế nhưng mà dùng số tiền này thu mua dược liệu sợ là không thể nào đủ được nghe tiêu lệ nói vậy lúc này tiêu viêm mới nhớ là hiện giờ hắn không còn ở trong nội viện nên hòa năng ở đây không có nửa điểm tác dụng lưu thông như tiền tệ nói cách khác thì bọn họ lâm vào cảnh kinh tế túng bấn lần thứ hai rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu viêm vung tay lên lập tức 10 cái bình ngọc xuất hiện trên mặt bàn, những đan dược này là hàn phong trước đây luyện chế ra, giai phẩm cũng không thấp, người nghĩ cách đem chúng bán ra chắc là sẽ thu được nguồn tiền lớn đó, trước tiên giải quyết tạm thời như vậy, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ ở lại trong phong thành này, dùng dược liệu của hàn phong lưu lại này luyện chế một số đan dược khác, cho đến khi người giúp ta thu thập đủ các loại dược liệu kia thì mới thôi. Nghe được tiêu viêm nói sẽ tỏa chân ở phong thành, tiêu lệ cũng thở ra một hơi, dựa vào tài năng luyện chế đan dược không kém với hàn phong của tiêu viêm nói như vậy thì danh tiếng tiêu môn trong hắc xác vực sẽ nhanh chóng vang dội cao dài đan dược vĩnh viễn được nhiều người không hề thiếu tiền truy tìm mang những bình ngọc trên bàn thu vào trong nạp giới tiêu lệ trầm ngâm nói lấy bản lĩnh như hàn phong những thứ đan dược này hẳn có thể giúp chúng ta cầm cự một thời gian người hãy yên tâm luyện chế đan dược đi chuyện thu thập dược liệu người cứ giao cho ta xử lý nếu như tìm không đầy đủ hết thì cho dù phải đi cướp đoạt ta cũng đem tất cả đưa tới tay ngươi nói đến những từ cuối cùng trên gương mặt tiêu lệ hiện lên một vẻ ngoan lệ điên cuồng hắn hiểu rõ rằng những thứ dược liệu này đối với tiêu viêm chắc chắn là rất trọng yếu nếu không thì với tính tình của hắn cũng không có nói một cách trịnh trọng như vậy hiện tại hắn triệt để mang tiêu viêm đặt ở vị trí cao nhất trong lòng bởi vì hắn cũng minh bạch rằng nếu như muốn trả được thù thì nhất định phải dựa vào tiêu viêm mà việc hắn cần làm là toàn lực hỗ trợ cho tiêu viêm cho dù nỗ lực đem cả tính mạng ra hắn cũng không tiếc tại thời điểm trước đây lúc hắn chưa tới hắc giác vực thì lời nói của tiêu đình vẫn tồn tại trong lòng hắn người có thể chết tam đệ không thể chết được nhìn con mắt tiêu lệ đột nhiên trở nên đỏ thấm lại trong mũi tiêu viêm cũng thoáng có chút cay cay phụ thân mất tích gia tộc gặp tai nạn hai huynh đệ bọn họ rời xa đế quốc tại nơi xa lạ này gian nan cô độc lăn lộn làm tất cả như vậy cũng chỉ có một mục đích duy nhất là để có đủ thực lực trả thù vân lam tông vì mục đích này mà tiêu viêm không tiếc một năm tiềm tu trong nội viện hai năm cảm thụ sự thống khổ trong lòng đất cũng vì mục đích này mà tiêu lệ không quảng vạn lý xa xăm tới hắc xác vực nuốt vệ sinh đan dùng sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh vì mục đích này Tiêu Đình Kiên chỉ dẫn theo tộc nhân còn sót lại của Tiêu gia, kéo dài hơi tàn tại gia Mã Đế quốc, chỉ để chờ đợi bọn hắn trở về. Bởi vì hết thảy tộc nhân của Tiêu gia đều tin tưởng vào thanh niên đã từng sáng tạo ra một kỳ tích kia, tất nhiên có thể giống như trong lời hứa của nhiều năm trước, dành cho bọn họ sự chấn động trong thâm tâm, đồng thời sáng tạo ra kỳ tích lần thứ hai. Trong một mật thất rộng lớn, ngọn đèn tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách mật thất, xua tan hoàn toàn bóng tối. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mặt giường khô giáo đặt dựa vào tường trong góc mật thất, trước mặt hắn bày la liệt các loại dược liệu tốt, những loại dược liệu này đều là thứ hiếm cô lạ nếu đem vào trong hắc giác vực thì tất nhiên là có thể bán ra với giá không tồi hơn nữa lại còn có thể có nhiều đến như thế này làm cho tiêu viêm không thể không cảm thán về nơi xuất thân hùng hậu của hàn phong kia ánh mắt nhìn lướt qua tất cả các loại dược liệu trước mặt tiêu viêm nhịn không được lắc đầu lần thứ hai trong lòng cảm thấy sợ hãi vì hoàn cảnh xuất thân của hàn phong mà than thầm bất quá thật đáng tiếc cuối cùng thì cái xuất thân hùng hậu đó cũng chỉ đem lại tiện nghi cho tiêu viêm mà thôi trong những loại dược tài này vừa vặn có đủ một phần để có thể luyện chế phục từ linh đan Tu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, rồi bất chợt thoáng có chút kinh dị thốt lên. "Phục Tử Linh Đan", nhớ tới loại đan dược này, Tiêu Viêm lập tức nhớ lại Băng Hoàng Hải Ba Đông tại gia mã đế quốc, với tư cách là đồng bọn đầu tiên của hắn, lão đầu này tính tình mới nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến Tiêu Viêm có hảo cảm không tệ, đặc biệt lúc cuối cùng khi hắn bị Vân Lam Tông truy sát, tự nhiên còn có thể trợ giúp hắn, điều này cũng đủ để Tiêu Viêm đối với lão đầu này cảm kích không thôi. Bởi vậy nên lúc trước đây món nợ đan dược cho lão, Tiêu Viêm vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đây hắn không có năng lực luyện chế nhưng sau khi từ trong lòng đất đi ra, thực lực mặc dù đã đủ nhưng những dược tài mà hắn đã vất vả thu thập được trước đó đã tự động biến mất trong lòng đất, cho nên hắn hiển nhiên là nhớ tới Hải Ba Đông trước tiên khi thấy ở đây có đủ một phần dược tài có thể luyện chế phục tử linh đan. Ha ha, tự nhiên có đầy đủ dược tài như vậy thì trước tiên nên luyện chế đan dược cho lão gia này đi. Nếu không sau này trở lại ra Mã Đế quốc bị lão hỏi han tới chuyện này thì cũng khó mà ăn nói với lão. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, hơi lắc đầu, chợt bàn tay vung lên một dược đỉnh hồng sắc cực đại từ trong u hải nạp giới bay ra cuối cùng rơi ầm lên trên mặt đất dược đỉnh có màu xích hồng thể tích cực lớn ở quanh thân nó lộ ra vô số hoa văn kỳ dị mà trên đỉnh còn điêu khắc hình mãnh thú trông rất là sống động mang vẻ dữ tợn đang há rộng miệng nếu như lắng tai có thể như là nghe được từ trong đỉnh vọng ra một ít tiếng động kỳ lạ tất cả những dị trạng này đều chứng tỏ rằng dược đỉnh này là thứ bất phàm dược đỉnh mà đỏ sẫm này cũng không phải là của tiêu viêm mà đây là món đồ của hàn phong để lại nhìn thì biết đây là dụng cụ luyện chế thuốc của hắn người này làm mưa làm gió trong hắc xác vực cũng thu được không ít mối lợi nha. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên trên dược đỉnh đỏ sẩm, tiếng kim loại vang lên thanh thúy dễ nghe, quanh quẩn trong mật thất, tiêu viêm thỏa mãn gật đầu khẽ cười nói. Mặc dù tiêu viêm cũng không biết lai lịch của dược đỉnh màu đỏ sẫm này nhưng mà hắn cũng có thể hiểu rằng những dược đỉnh mà trước đây hắn đã sử dụng qua, ngoại trừ hắc ma dược đỉnh của dược lão đã được bài danh trên thiên đỉnh bảng kia ra thì tất cả dược đỉnh còn lại nếu so sánh với dược đỉnh trong tay hắn bây giờ chỉ có thể dùng hai tiếng bỏ đi mà thôi. Bấm tay búng nhẹ ra, một tia bích lục hỏa diễm tự trên ngón tay hắn hiện ra, nhiệt độ trong mật thất nhất thời tăng lên, bất quá điều này đối với Tiêu Viêm không có chút tác động. Ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào dược đỉnh, một lát sau vung tay lên, bích lục hỏa diễm bắn nhanh ra cuối cùng theo miệng của dược đỉnh đỏ sẫm, dũng mãnh tiến vào trong đỉnh. Bích lục hỏa diễm vừa tiến vào trong dược đỉnh bất chợt bành trướng hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong lòng dược đỉnh. Bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh bắt đầu điên cuồng dũng mãnh khởi động, không ngừng phóng ra nhiệt độ nóng kinh khủng, bất quá mặc kệ nhiệt độ có tăng vọt lên như thế. Dược đỉnh đỏ sẫm kia vẫn như cũ không có chút động tĩnh gì, thậm chí cho dù bên trong thì có nhiệt độ nóng cháy nhưng mà bên ngoài vẫn cứ lạnh lùng như băng vậy. Đỉnh tốt, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm dược đỉnh như thể quái vật này, một lát sau Tiêu Viêm không nhịn được mở miệng khen, tuy rằng vẫn chưa bắt đầu luyện chế đan dược nhưng mà qua hành động thăm dò này hắn cũng có thể đoán được dược đỉnh này đối với việc luyện đan có tương trợ lớn, thậm chí có thể nói một cách không chút khách khí rằng sử dụng dược đỉnh này để luyện đan thì xác suất thành công tăng lên không ít mà đối với một gã luyện dược sư mà nói còn có thứ gì có thể có lực dụ hoặc lớn hơn việc tăng thêm xác suất thành công trong chuyện luyện đan? Theo sự đốt cháy của bích lục hỏa diễm, nhiệt độ trong dược đỉnh cũng từ từ tăng lên đến mức yêu cầu của tiêu viêm. mà tận dụng khoảng thời gian này hắn cũng xem đi xem lại nhiều lần phương thức luyện chế phục tử linh đan. Phương thức luyện chế này hắn đã được dược lão truyền lại từ lâu, chỉ là trước đây đẳng cấp luyện dược thuật của hắn còn thấp nên hắn cũng chưa có xem qua kỹ càng mà thôi. xem xét lại một lần những thứ dược liệu cần thiết để luyện chế phục tử linh đan trong đầu, tâm thần tiêu viêm lúc này mới từ từ ngưng định tay áo bảo vung lên, vài cọng dược liệu trước mặt lập tức được một lực đạo xảo diệu đưa vào trong dược đỉnh đang hừng hực hỏa diễm. Dược liệu vừa tiến vào trong dược đỉnh thì dưới tác dụng của nhiệt độ cao, lấy mắt thường có thể nhìn được tốc độ nhanh chóng héo rũ của chúng, mà theo sự héo rũ của cành lá dược liệu, trên thân cây dược liệu chậm rãi tiết ra những dịch thể tinh tế bất đồng. Một lát sau, lúc cành lá dược liệu triệt để hóa thành cho bụi bay xuống, vài giọt dược dịch màu sắc bất đồng phiêu phù phía trên bích lục hỏa diễm nhờ sự thiêu đốt của hỏa diễm mà chậm rãi đem những tạp chất ẩn chứa ở phía trong chậm rãi tiêu trừ thờ ơ liếc nhìn bích lục hỏa diễm đang luyện hóa cho dược dịch trở nên tinh thuần tiêu viêm khẽ gật đầu lập tức 10 ngón tay cùng duỗi ra mà theo cử động của 10 ngón tay những dược liệu bầy biển trước mắt đều quăng thẳng tới dược đỉnh cuối cùng lọt cả vào trong cảnh tượng dược liệu bay lượn khắp cả bầu trời nhìn ra có chút tráng lệ đương nhiên nếu là trong quá khứ tiêu viêm tự nhiên sẽ không dám làm bậy như thế nhưng hôm nay thì lại khác theo thực lực tăng vọt thì kể cả khả năng điều khiển ngọn lửa cũng càng thêm tinh thâm lại mượn bích lục hòa diễm là lưỡng trùng dị hòa dung hợp thành còn có thêm dược đỉnh đỏ sậm của hàn phong để lại cho dù là luyện chế lục phẩm đang dược thì xác suất thành công của tiêu viêm cũng sẽ đạt được một cái mức cao dược liệu vừa rơi vào trong dược đình tức khắc trong nháy mắt hóa thành bột phấn hoặc là dịch thể huyền phù trong đó bởi vậy theo thời gian qua đi thì càng thấy nhiều loại dược dịch cùng bột phấn huyền phù trong dược đình hơn nữa tinh luyện những dược dịch này đều tiêu hao lực lượng linh hồn không bình thường mà tiêu hao cực lớn như vậy trong những người cung cấp với tiêu viêm thì chắc cũng chỉ có hắn mới sử dụng như thế này nổi đổi lại là người khác đâu có thể dám làm loạn như vậy hai mắt chăm chú nhìn các loại dược dịch một phấn đang huyền phù trong dược đỉnh, một lát sau một gốc dược liệu cuối cùng rốt cuộc cũng được tiêu viêm đưa vào trong dược đỉnh. Lúc gốc dược liệu cuối cùng này tiến vào trong dược đỉnh, nhãn thần tiêu viêm cũng từ từ ngưng trọng lại, trong quá khứ lúc hắn luyện chế đan dược thì khi luyện hóa những dược liệu nhiều như thế này tự nhiên là hắn sẽ chia thành thật nhiều lần, nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn làm cùng lúc mà thủ pháp như nước chảy mây trôi, mà trong dược đỉnh mỗi loại dược liệu vẫn đều có thể duy trì độ lửa tinh luyện riêng, thành tựu như thế này quả thực không thể đem so sánh cùng quá khứ được. Lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ tiến vào trong dược đỉnh, trong hoàn cảnh nhiệt độ cực kỳ cao nhưng lại không có trở ngại đối với lực lượng linh hồn, mà tạo thành cảm giác ấm áp rạt rào khiến cho lực lượng linh hồn thư sướng như là cá gặp nước vậy. Khi lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào, những loại dược dịch đang huyền phù trong dược đỉnh trong nháy mắt cũng được Tiêu Viêm khống chế tuyệt đối. Một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên thở ra, thủ ấn bất chợt biến đổi. Theo sự biến động của thủ ấn, bích lục hòa diễm trong dược đỉnh giống như được tăng thêm chất xúc tác, chợt bộc phát ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng, mà dưới tác động của nhiệt độ tăng lên kinh khủng như vậy, những dược dịch trong dược đỉnh cũng cấp tốc phát huy theo sự phát huy của dược dịch, những tạp chất trong đó cũng triệt để tinh luyện đi. Ngưng, tiếng quát trầm trầm vang lên từ trong miệng Tiêu Viêm, chợt trong dược đỉnh, hơn 10 giọt dược dịch màu sắc bất đồng cùng một ít loại bột phấn, giống như bị dẫn dắt, bay nhanh đến và dung hợp lại một chỗ, cuối cùng xoay tròn như điên cuồng. Dược dịch hợp thể ngưng tụ lại lớn bằng nắm tay, trong lòng bích lục hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ nóng cháy chậm rãi thu nhỏ lại. Hiện giờ đã trải qua 2 3 thời thần, dược dịch to bằng nắm tay bây giờ chỉ còn nhỏ như đầu ngón tay cái, tốc độ xoay tròn cũng từ từ chậm lại, có thể mơ hồ nhận thấy một quả đan dược đang hình thành hình dạng ban đầu. Nhìn đan dược đã định hình, Tiêu Viêm thở dài một hơi, phục tử linh đan tuy rằng chỉ là lục phẩm đan dược, yêu cầu luyện chế thật ra không cao lắm, công hiệu của đan dược này không có phổ biến, chỉ có một số ít người mới thực sự cần tới nó, còn những người khác có cầm trong tay cũng vô dụng mà thôi. Cho nên thực sự mà nói thì giá trị của phục tử linh đan còn kém hơn so với đấu linh đan. Bích lục hỏa diễm từ từ thu lại độ nóng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa nhỏ bằng nắm tay, quả đan dược từ sắc nhàn nhạt, nhạt hình thái sơ khai đang phiêu phù trên nó, đan dược hơi tỏa ra độ nóng, chậm rãi hoàn thành bước luyện chế đan dược cuối cùng, ủ đan. Mà khi hơi nóng nhàn nhạt, nhạt bốc lên, đan dược màu tím bề ngoài ban đầu nhàn nhạt, nhạt cũng từ từ dịu lại và sáng bóng dần lên. Ước chừng trên dưới một giờ sau, một cổ dược hương dị dạng cùng một cổ năng lượng ba động đột nhiên từ trong dược đỉnh tuôn ra cùng lúc, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt, mặc dù có chút bất ngờ khi thấy ánh sáng, hương vị cùng năng lượng ba động tỏa ra từ đan dược tự nhiên bị dược đỉnh màu đỏ sậm chắn lại tất cả trong nó, mặc cho bọn chúng có di chuyển như thế nào cũng không có thoát ra được một chút nào. Dược đỉnh này tự nhiên còn có thể che giấu dị tượng khi lục phẩm đan dược thành hình tạo ra. Kinh ngạc nhìn công hiệu của dược đỉnh đỏ sẫm, Tiêu Viêm nhịn không được, sợ hãi than một tiếng. Một lát sau mới thu hồi sự kinh ngạc trong lòng lại, vung bàn tay lên, nắp đậy dược đỉnh tự động mở ra, một quả tử sắc đan dược mang theo một làn hương thơm từ trong đó cũng bay vút ra, cuối cùng bị Tiêu Viêm bắt lấy trong tay một cách vững vàng, sau đó nhét vào trong bình chứa đã chuẩn bị trước đó. Nhìn tử sắc đan dược trong bình kia giống như bảo thạch sáng bóng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nở một nụ cười năm đó hứa trả thù lao như thế này cho hải ba đông mà mãi tới tận thời điểm này mới có thể thực hiện được. Bất quá vì có thể thuận lợi luyện chế ra phục tử linh đan như thế này cũng đã khiến cho tiêu viêm có chút mừng rỡ, bởi vì nếu có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược thì cũng là tượng trưng cho hắn bây giờ đã có thực lực lục phẩm luyện dược sư. Tuy rằng phục tử linh đan cũng chỉ là lục phẩm đan dược cấp thấp, mang niềm vui sướng trong lòng nén xuống, ánh mắt tiêu viêm lần thứ hai chuyển hướng nhìn về đống dược tài còn bầy la liệt trước mặt, cười khổ một tiếng, xem ra vào khoảng thời gian dài kế tiếp đây hắn cần phải tranh thủ cái dược đỉnh này mà chế luyện thêm. Theo tiêu viêm thời gian bế quan từ từ trôi qua, các lọ đan dược thành phẩm bắt đầu liên tục không ngừng đưa vào trong tay tiêu lệ. Mà có đan dược nhiều như vậy, tiêu lệ cũng mừng rơn nhưng cũng không hề đem đan dược đơn độc bán ra. Trà trộn tại hắc sắc vực 2-3 năm hắn cũng phi thường hiểu rõ muốn thu được giá trị lớn nhất của đan dược thì chỉ có bán đấu giá mới là thủ đoạn hoàn mỹ nhất. Hiện giờ phong thành đã triệt để trong vòng khống chế của tiêu môn, lấy thực lực của bọn họ cũng đủ để tổ chức một đại hội đấu giá chuyên bán đan dược có thanh thế không kém. Bởi vậy, chuẩn bị mất vài ngày thời gian, tiêu lệ rốt cục đem tin tức tổ chức đấu giá hội thông qua các loại con đường truyền ra bên ngoài. Bên trong hắc xác vực thì đấu giá hội to nhỏ các loại, bình thường có xuất hiện, bất quá chỉ là đấu giá hội chỉ bán đấu giá đan dược có chút hiếm thấy. Hơn nữa tiêu lệ tại thời điểm truyền ra tin tức tự nhiên cũng đem một ít tin tức muốn bán đấu giá đan dược cao dai cũng truyền ra ngoài. Bởi vậy, tại ngắn mùi trong thời gian hai ngày tin tức phong thành muốn tổ chức đấu giá hội đan dược cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đương nhiên tại loại địa phương như hắc giác vực này thì để tổ chức đấu giá hội thì cần nhất là phải có thực lực rất mạnh bằng không mà nói sau khi đấu giá hội bắt đầu thì một ít gia hòa bị tham lam che khuất lý trí sẽ làm ra một số chuyện cực kỳ điên cuồng ví dụ như cường đoạt các loại hàng hóa bán đấu giá loại sự tình này nếu là ở bên ngoài thế giới thì tất nhiên ít khi xảy ra bất qua tại trong hắc giác vực lại là chuyện bình thường như cơm bữa nhìn mãi cũng quen mắt nếu là lấy thực lực, tiêu môn, trước đây tổ chức loại đấu giá hội này tự nhiên sẽ gây ra không ít chê cười. Một cái chuẩn nhất lưu thế lực mà thôi, tư cách tổ chức làm sao đủ. Nhưng mà cười nhạo loại này, ngay sau khi thủ lĩnh tam đại thế lực thiên âm tông đem nhân mã hùng hồ tấn công phong thành cuối cùng lại tuyên bố trước mặt mọi người phong thành chúa tể vẫn như cũ là người, tiêu môn. Lúc sau, cười nhạo tất nhiên triệt để tiêu tan thành mây khói. Đối với thái độ của tam đại thế lực tỏ rõ như vậy, Người sáng suốt đều có thể nhìn ra khi bọn họ lần này liên thủ tiến vào chiếm giữ Phong Thành rất rõ ràng đã bị lực cản rất mạnh. Thậm chí, cỗ lực cản kia ngay cả bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Sự tình này từng bước làm cho các thế lực to nhỏ trong Hắc giác vực không thể không lần thứ hai bắt đầu nghiêm chỉnh với cái thế lực đột nhiên mới xuất hiện này. Tam đại thế lực liên thủ, cho dù là Hắc Minh trước đây cũng sẽ không tùy tiện rước lấy, nhưng mà hiện giờ tại trong tay Tiêu Môn lại cúi đầu đủ để khiến cho rất nhiều người suy nghĩ. Hơn nữa tính tình của thủ lĩnh Tam đại thế lực ra sao thì bọn người Hắc Giáp vực cũng phi thường rõ ràng. Nói bọn họ thủ đoạn độc ác, tính tình kỳ quái cũng không quá đáng, có thể làm cho bọn họ trở về Từ Phong thành lúc sau lại đều đồng thanh im miệng không nói, không phát biểu bất luận một điểm gì có liên quan đến Tiêu môn, thậm chí tại mấy ngày sau thời điểm phái nhân Mã Tiến vào chiếm giữ Phong thành đều lựa chọn sử dụng đoạn đường nằm cách xa địa phương của trang viên rộng lớn kia mà đi. Những hành động như thế này đều chứng tỏ một điều rằng tam đại thế lực rất kiêng kỵ thậm chí e ngại cái Tiêu môn kia. Mà tới sau thời điểm loại này nếu có người đơn thuần cho rằng thế lực của tiêu môn kia chỉ là một gã đấu vương cường giả chuẩn nhất lưu thế lực mà nói thì như vậy chỉ sợ đầu óc có vấn đề. Bởi vậy, thời điểm lúc hắc sắc vực truyền ra tiêu môn muốn tổ chức đan dược đấu giá hội, bọn họ đều cực kỳ thông minh im miệng lại, không có phát biểu, lời nói nào mang ý nghĩa trào phúng hoặc châm chọc. Sau đó không lâu sau, lúc tin tức tam đại thế lực tuyên bố sẽ phái ra nhân thủ hiệp trợ duy trì trật tự phong thành được phát ra, các thế lực khác mới thấy may mắn vì chính mình đã im lặng tiêu môn này quả nhiên xem ra có ẩn dấu thực lực kinh khủng khiến cả tam đại thế lực đều e ngại. Đương nhiên, mặc kệ thế lực khác trong lòng có hay không ôm loại tâm tính nào đối với tiêu môn, thì có thể chỉ ít động tác lúc này của tiêu lệ đã làm cho hầu như hơn phân nửa hắc xác vực đều biết phong thành lần này long trọng tổ chức đan dược đấu giá hội. Theo thời gian gần đến ngày đấu giá hội, càng ngày càng có nhiều người từ khắp nơi hắc xác vực mà đến. Đối với đan dược, hầu như mỗi người đều có hứng thú thật lớn. Hơn nữa đan dược đấu giá hội loại này chính là trong hắc xác vực lần đầu xuất hiện thì tự nhiên hấp dẫn không ít người. Tại thời điểm đấu giá hội trước một ngày, lượng người trong phong thành đã đạt được một số lượng kinh khủng, thậm chí đều hơn hẳn so với thời kỳ đỉnh phong của Hắc Minh ngày xưa. Từ nay về sau đủ để thấy tiêu lệ tổ chức đấu giá hội chỉ chuyên kinh doanh đan dược quan trọng ra sao, chỉ còn chờ thành công. Tổ chức đấu giá hội đại sự loại này, tiêu lệ tự nhiên cũng thông báo cho tiêu viêm. Mà đối với đấu giá hội loại này, tiêu viêm cũng rõ ràng trường hợp này phải có đủ cường giả tỏa chấn không thì tất nhiên sẽ sai lầm. Bởi vậy, tại trước một ngày đấu giá hội bắt đầu hắn đình chỉ luyện đan khô khan đồng thời âm thầm cùng mỹ đỗ toa nữ vương trao đổi hồi lâu mới triệt để yên tâm theo thời gian trôi qua đan dược đấu giá hội phong thành của vô số người chờ đợi dần dần khai mạc trong ngày khai mạc ở ngoài phòng đấu giá từng đạo hắc y nhân đứng thẳng như điêu khắc trong cơ thể tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi làm cho mọi người có một loại tâm lý áp lực cùng kiêm kỵ một chỗ trên cao phòng đấu giá nhìn xuống có thể đem sân rộng ở phía dưới thu nhập vào trong mắt tiêu viêm nhìn dòng người phía dưới như thủy triều hơi gật đầu tam đệ ngươi yêu cầu dược liệu này ta hao tổn tâm cơ cuối cùng cũng tìm được toàn bộ, đồng thời đặt trước được rồi. Bất quá lại là cần tài chính cực kỳ xa xỉ mới có thể cầm về tay mình. Nếu lần này đấu giá hội cử hành thuận lợi mà nói, thì không chỉ có thể đem dược liệu về được trong tay, mà hơn nữa tiêu môn chúng ta cũng sẽ có một số lợi nhuận rất lớn. Tiêu lệ một bên, nhìn dòng người phía dưới thỏa mãn, cười nói. Nghe vậy, tiêu viêm thoáng thở dài một hơi, cười gật đầu, hắc giác vực này quả nhiên người tài ba đông đảo hắn khai ra các loại dược liệu này đều thuộc loại cực kỳ quý hiếm không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thể thu mua đến tay. Bất quá ngày hôm nay cũng có một chút phiền phức, tiêu lệ đột nhiên mày nhíu nhíu, thấp giọng nói, cái gì, tiêu viêm lông mày cao lại hỏi, lần này ta làm ra động tình quá lớn, hấp dẫn rất nhiều thế lực hắc sát vực đến đây, nhưng mà trong những thế lực này có không ít thành viên của hắc minh trước đây. Thậm chí, có người nói ngay cả kim ngân nhị lão kia đều muốn dự họp. Tiêu lệ bất đắc dĩ nói, ngươi sợ bọn họ quấy rối. Tiêu viêm cười nói, bọn gia hòa này cũng không phải là đèn dầu cạn, đặc biệt kim ngân nhị lão kia. Bọn họ tuy rằng kiêm kỵ già nam học viện nhưng đối với chúng ta lại không hề sợ chút nào. Tiêu lệ gật đầu, nói, yên tâm đi, hai cái lão bất tử gia hòa mà thôi, nhị ca ngươi cứ đem đấu giá hội vận hành đến cùng đi, còn chuyện của hắn thì giao cho ta. Được rồi, nghe vậy, tiêu lệ chần chờ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đối với tiêu viêm, hắn có lòng tin rất mạnh, ngay cả Mỹ đỗ toa nữ vương là nữ nhân hung hãn vô cùng, loại này đều có thể áp chế thì huống chi bọn người kia. Tại gian phòng hai người nói chuyện, phòng khách rộng lớn không gì sánh được của đấu giá hội phía dưới cũng từ từ bị người ta tấp nập với đầy dẫy, đông nghịt người. Liếc mắt nhìn lại, hầu như nhìn không thấy đầu, cùng với âm thanh ầm ĩ xôn xao, tiếng quát mắng hội tụ cùng một chỗ. Nhìn như thế kia, quả thực muốn đem trần nhà phá tan đi. Tại tầm mắt phía trước phòng đấu giá một ít vị trí tốt vô cùng, tự nhiên là an bài những nhân vật có uy tín danh dự cùng với thủ lĩnh các thế lực trong hắc sắc vực này, những thủ lĩnh thế lực này thỉnh thoảng thờ dài với nhau, ánh mắt đảo qua xung quanh, trong lòng cũng không biết là đang chuyển động ý niệm gì trong đầu. Tại Tây Bắc phòng đấu giá phía trước cũng vây quanh không ít đại nhân vật hắc sắc vực âm vang đương đại, phía trước là Kim Ngân Nhị lão hai người mà thình lình Tiêu Viêm nhìn có chút quen thuộc. Tại phía sau hai người bọn họ cũng có một ít cường giả hắc sắc vực danh tiếng không kém. Những người này phần lớn đều là thành viên Hắc Minh trước đây cho nên thời điểm ở chỗ này tự nhiên cũng tự động hợp lại ở cùng nhau. Lúc này những người bị xì nhục kia không ngừng nói nhỏ khe khẽ, mà Kim Ngân Nhị lão lại nhắm mắt dưỡng thần mặc cho ai cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Trong phòng đấu giá ẩm ý đột nhiên có tiếng chuông thanh thúy vang lên, mà dưới tiếng chuông này, trong phòng đấu giá tiếng động lớn xôn xao cũng từ từ yếu bớt, mà đông đảo ánh mắt cũng chậm rãi tập trung nhìn bàn đấu giá phía trên. Dưới tràn ngập ánh mắt nhìn kỹ, thân ảnh tiêu lệ chậm rãi từ bàn phía sau đi ra, cuối cùng đứng ở trên đài không luống cuống chút nào. Hướng về phía tứ phương chắp tay, trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra một dáng vẻ tươi cười, lãng cười nói, tại hạ là tiêu lệ, là người trường sự tiêu môn, hôm nay lần đầu tổ chức đấu giá hội nếu có chỗ nào chậm trễ mong rằng chưa vị tha thứ một chút. Cả chàng an tính, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người tiêu lệ, với tư cách là thế lực mới nổi gần đây của hắc sắc vực, vô số người đều âm thầm suy đoán đến tuột cùng là ai có năng lực kia, khiến tam đại thế lực điều kiêng kỵ không ngớt, mà hiện tại nghe được những lời này, lẽ nào hắn chính là thủ lĩnh tiêu môn. An tĩnh rằng có chỉ chốc lát, liền có thêm tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên. Lần này tới tham dự đấu giá hội cũng không thiếu cường giả, bởi vậy tự nhiên có người có thể liếc mắt nhìn ra thực lực tiêu lệ nhiều lắm là đấu vương cấp bậc bằng khả năng của hắn thế nào lại ngăn chặn được tam đại thế lực trong màn tràn đầy nói nhỏ khe khe kia thì hai mắt đang nhắm của kim ngân nhị lão cũng chậm rãi mở ra mắt lộ ra châm biếm liếc mắt nhìn tiêu lệ trên đài một lát sau cười lạnh nói tiểu tử người cho thủ lĩnh hiện thân chân chính đi nếu ngươi thật là thủ lĩnh tiêu môn thì như vậy hôm nay đấu giá hội này cũng không được cử hành rồi hàn phong nói như thế nào thì tại hắc giác vực cũng có xa xỉ danh tiếng tuy rằng hiện giờ hắn đã chết ở trong tay tiêu viêm nhưng thành thị của hắn lại còn không tới phiên nguy tiểu bối loại này tới chiếm với tư cách người mạnh nhất hắc giác vực hiện giờ kim ngân nhị lão nói xong khiến cho không ít âm thanh phụ họa trong hắc giác vực trong người bỏ đá xuống riêng chính là nhìn mãi quen mắt tiêu lệ sắc mặt nhìn qua có chút xấu xí nhìn về mặt cười nhạt kia của kim ngân nhị lão một lát sau vừa muốn nói thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt dẫn đầu vang lên cuối cùng quanh quần tại trong toàn bộ phòng đấu giá ha ha hai vị nếu hàn phong chết vào tay ta như vậy ta liền tới thu chiến lợi phẩm, địa phương này có gì là không thể. Đến đây là hết tập 53 của bộ đấu phá thương khung, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.